nóng, Apple giận dỗi, dọa xóa Facebook trên App Store. Một thông tin đáng buồn cho người sử dụng hệ cắn nửa quả táo, Apple và Facebook bất ngờ giận dỗi nhau, khiến nguy cơ người dùng iPhone không được lướt Facebook trên chính chiếc điện thoại của mình. Cả hai đã có một khoảng thời gian đẹp, dài hàng chục năm, đến với nhau thì trong tay vẫn chưa có gì. iPhone khi đó mới chỉ là iPhone 3, còn Facebook lại rất ít người biết đến, trải qua bao nhiêu năm sóng gió. Bây giờ iPhone đã ra phiên bản 13, còn Facebook thì trở thành mạng xã hội, đông đảo người dùng ưa chuộng. Cứ tưởng cả hai sẽ có được cuộc sống hạnh phúc, nhưng người tính không bằng trời tính, Apple mới đây đã phát hiện ra. Facebook lợi dụng mình khi ăn cắp thông tin khách hàng kiếm lời. Nếu như Facebook không đưa ra lời giải thích chính đáng, thì Apple có thể nói lời chia tay với Facebook sau hơn nhiều năm gắn bó. Phát cả lồn. Đúng là cuộc sống này không có gì là mãi mãi cả, nhưng Samsung nghe xong thì đang rất thích thú. Bạn nghĩ sao về điều này?